Hai cả nhà ở đây có trái đu đủ chín cây nè cả nhà. Và Hiền như mình có thể nhìn thấy là nó đây. Cái mặt này thì nó hơi bị giống như không biết nó bị gì nữa. Nhưng mà cả nhà có thể thấy là cái mặt này nó chín nè cả nhà ha. Cả nhà ơi, Hiền sẽ mời cả nhà bổ trái đu đủ này ra thử ha cả nhà ha. Tại vì Hiền thấy nó chín rồi. Đây. Mà hôm nay là nó chín cây luôn á. Ui, nó chín theo kiểu mổ vịt đó cả nhà. Không biết phải mổ vịt không nữa. Hiền sẽ gọi ở trên đây cho cả nhà xem nha. Ui, nó rớt. Bởi vì quay phim mấy cái này nè. Mặc cái quần màu đen cho nó chắc. Ui dồi. Hy vọng. Để Hiền cắt ra rồi Hiền sẽ cho cả nhà xem. Đây là cả nhà. Cái phần kia Hiền sẽ cho bổ. Còn cái phần này thì cả nhà có thể thấy là nó vàng. Giờ Hiền sẽ gọt ra. Ui, nó rớt cái vỏ cả nhà ơi. Cái gì mà ăn chín cây á, cái nó nôn. Ôi, khó cắt quá, cái da này nó hơi lục á. Thì sẽ cắt một miếng để ăn thử nha cả nhà, để review cả nhà. Đủ chín cây. Xin mời cả nhà. Nó mềm nữa cả nhà. Nó không có cứng. Nó ngọt thanh thanh. Cũng ngon đó cả nhà. Đây hiện tại là cái cây đu đủ của Hiền á. Còn lại được hai trái mà nhìn trái này có vẻ cũng sắp chín rồi nè. Em này cũng sắp chín rồi nè. Ui cả nhà ơi, em này hái được rồi. Em này gì là ông xã Hiền nó hái được rồi, cho nên Hiền sẽ hái luôn nha. Đó. Còn cái em này chưa có dấu hiệu vàng, cho nên Hiền sẽ để thêm. Hy vọng là nó sẽ mau chín. À, cả nhà, cái cây đu đủ này nó tự nhiên cái nó có dấu hiệu này nè. Cái khúc này nó như thế này nè, cả nhà có biết là tại sao? Cả nhà bình luận cho Hiền biết với. Hiền cứ tưởng là nó ngủm không mè. Như thí dụ như cả nhà nhìn thấy không, cái thân khúc này thì nó bình thường ha. Cái tự nhiên lên tới khúc này cái nó hơi bị nâu nâu như thế này, rồi nó giống như là kiểu bình sao vậy đó. Cả hai cây, cái này là một cây mà nó tự chia ra làm hai cái nhánh. Rồi Hiền thấy khúc trên thì nó vẫn bình thường, nó lên tới khúc này cái tự nhiên khúc trên cái nó xanh lại. Hiền đoán chắc không sao ha. Hy vọng là nó không sao, tại đu đủ này ăn ngon, Hiền cũng thích lắm. Thích đu đủ này, ăn nó ngọt á cả nhà. Hy vọng là không sao. Đây, bên kia cũng bị giống vậy. Và khúc trên thì nó cũng không sao. Cả nhà bình luận cho Hiền biết với, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Ở đây hơi chiều cả nhà ha. Đây là Hiền có trồng cái này nè, họ ghi giống như là mồng tơi đỏ vậy đó. Bên đây có cái mớ xà lách. Nhìn nó sẵn sàng rồi, mời cả nhà thu hoạch chung với Hiền. Bên đây Hiền có trồng xà lách giòn nữa, mà nó chưa đủ to ha. Cái xà lách này ăn ngon lắm nha cả nhà. Nó kêu là iceberg thì phải, đúng rồi. Iceberg á. Ăn là Hiền thấy nó ngon lắm. Nó giòn. Hình như có người nó giống giòn như bắp cải. Thì Hiền thấy cũng ngon thiệt. Nó giòn mà nó ngon. Cái này không biết Hiền gieo hạt gì lên đây nè. Nhưng khi hôm trước Hiền gieo hạt xà lách iceberg mà nó không lên. Nên Hiền quạo quá, Hiền đi mua luôn. Nhưng một cây á. Ôi, mấy cái xà lách này cái mèo đẹp, nó cũng được hơi nhẫn nhẫn nha. Xà lách này ăn hơi nhẫn nhẫn, có loại xà lách ăn nó ngọt hoàn toàn. Còn này thì nó hơi nhẫn nhẫn, con nhẫn nhẫn có nghĩa là nó hơi đắng đắng như thế nhỉ.
giờ này Hiền thu hoạch đó, Hiền nghe mấy cái tiếng của mấy cái con gì mà con dế hả cả nhà. Ở bên đây cũng có dế nha. Nhớ ngày xưa lúc mà còn nhỏ đó, mẹ Hiền cũng đạo Phật, nhưng mà mẹ Hiền không có la Hiền khi mà Hiền sát sanh bắt dế đồ này nọ, thì hình như mẹ cũng không có la. Mà Hiền nhớ Hiền cũng chắc cũng sát sanh mới dế à. Trời ơi, giờ nghĩ lại học Phật xong thấy nó tội lỗi. Bắt nó vô rồi cái bỏ nó vô cái hộp á cả nhà, rồi cái cho nó ăn, mà nhầm khi á quên cho nó ăn rồi nó chết trong ngộp đau đớn chứ còn gì nữa. Bây giờ mình nghĩ lại cái mình mới sợ cái nhân quả á. Bây giờ mà mình sợ á thì mình giống như là cố gắng như Hiền á nha. Thì theo những gì mà Hiền nghe từ những vị thầy á thì hiện giờ cố gắng là giống như là mình thấy động vật mà nó bị nạn đó, cái mình giúp đó, thì coi như là cố gắng để bù lại cái nghiệp sát sanh ngày trước. Ngày trước Hiền còn qua bên Úc nè, cái Hiền thấy mấy con hèo á, nó bâu bâu quá và mê quá à. Xong cái nó nhỏ xíu à, mà cũng bắt nó đem về nữa. Rồi nhớ lúc đó hình như cũng nấu được cháo thì phải. Ở nhưng mà nó nhỏ xíu rồi cả nhà ơi, giờ không dám sát sanh nữa, sợ lắm. Tại vì ở Việt Nam mình thì rất nhiều các vị là đạo Phật á, cho nên cũng biết là hình như là khi mình sát sanh thì mình dễ bị bệnh đó cả nhà. Cho nên giờ sợ lắm, không dám. Mình cố gắng theo khả năng của mình. Và có vị như bên Việt Nam thì cả nhà có thể phóng sanh để bù lại á, nó rất dễ. Còn như Hiền bên đây thì khó phóng sanh lắm. À, đây có mớ cải nè cả nhà, cải cay nè. Trời ơi, con gì nó phá mấy cây cải này của Hiền nè. Khổ tâm. Cải này ăn cũng ngon á, ăn cái vị cũng hăng hăng. Còn này là cải rót kịch ha, cải này ăn cũng ngon nha cả nhà, nó có cái vị thơm thơm. Thơm lắm. Cái cải nào mà có cái vị mà giống như là cải cay á thì mấy cái con mà nó khoái ăn mấy cái rau á, nó thà nha, nó không thích. Bên đây đó Hiền có cái dây chanh dây này nè, mà thấy trái nó chưa đổi màu nên chưa có chín, mình chưa hái được. Mà cái dây này năm nay nó mới ra trái lần đầu hay sao á, nó ra được có mấy trái mà Hiền thấy nó cũng bị con gì nó xơi cũng hết mấy trái, nó lôi xuống rồi đó cả nhà. Đây có con trái này nè, nó rụng hay sao á, mang vô thử ăn được không, nó chín thì ăn còn không chín thì thôi. Cả nhà nhìn thấy không, cái này Hiền trồng được mấy cây iceberg nè. Ủa, 1 cây 2 3 4 5 ha, cũng được mầm 5 cây iceberg. Bên đây mấy trái bí rợ của Hiền đó cả nhà, này được 2 trái, mà nhà Hiền vẫn còn bí rợ mới ăn hết 1 trái, cũng còn trái hôm trước thu hoạch chưa có ăn cho nên khỏi. Nhưng mà nó còn bự được nữa, mấy trái này nè, nó còn bự được nữa nha. Đây là cái kết cái mớ rau cùng với đu đủ của Hiền. Cả nhà ơi, hôm nay thì Hiền xin kết thúc cái phim thu hoạch này ở đây. Hiền làm lại cả nhà một phim sau. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Hy vọng là cả nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Hiền. Tạm biệt cả nhà.